đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Trong bộ ảnh cuối cùng khép lại nhiệm kỳ của Hoa hậu Hờ Hèn Nhê, fan sẽ mãi nhớ Hoa hậu Quốc Dân. Chỉ còn 2 ngày nữa, Hờ Hèn Nhê sẽ trao vương miện cho người đẹp kế nhiệm. Thực hiện bộ ảnh cuối trong vai trò đương kim hoa hậu, người đẹp ED muốn gửi lời cảm ơn đến fan và tất cả những ai đã bên cạnh, đồng hành cùng nàng hậu trong 2 năm vừa qua. Đăng quang Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam năm 2017, Hờ Hèn Nhê được khán giả nhớ đến với hình ảnh một cô nàng tóc tém, da nâu, có vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt so với chuẩn hậu trước đây. Sau 2 năm đương nhiệm, người đẹp không chỉ thăng hạng về nhan sắc mà còn trở thành nhân vật có sức ảnh hưởng đến cộng đồng thông qua các hoạt động, chương trình và dự án liên quan đến giáo dục, trẻ em, phụ nữ. Thành tích top 5 Miss Universe 2018 không chỉ là dấu ấn quan trọng trong nhiệm kỳ của Hờ Hèn Nhê, mà cô còn mang về niềm tự hào cho khán giả trong nước. Sự thân thiện, năng động, tràn đầy năng lượng của Hờ Hèn Nhê đã chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả quốc tế. Hoạt động, hình ảnh của cô liên tục được các diễn đàn sắc đẹp cập nhật, quan tâm theo dõi. Điều này chứng tỏ sức hút của người đẹp không chỉ ở Việt Nam mà còn lan tỏa ra thế giới. Hoa hậu Hờ Hèn Nhê đã trở thành hình mẫu lý tưởng và truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ học tập, phấn đấu cùng câu nói ấn tượng I can do it, you can do it. Trong thời gian đương nhiệm, cô đã đến nhiều nơi, tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện và rất nhiều dự án ý nghĩa khác. Chia sẻ trong 2 năm đương nhiệm của mình, Hoa hậu Hờ Hèn Nhê bày tỏ niềm hạnh phúc với những gì mình có được, tình cảm của khán giả, những dự án cộng đồng đã thực hiện. Nhìn lại hành trình 2 năm, người đẹp ED xúc động. Danh hiệu Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2017 đã thay đổi cuộc đời Hèn, mang đến cho Hèn nhiều cơ hội mới. Hèn sẽ không thể thực hiện được những hoạt động dành cho cộng đồng, xã hội, không thể dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa lòng nhân ái, truyền động lực cho các bạn trẻ sống có ý tưởng, ước mơ và sự kiên định, nếu như không được trao cơ hội quý giá này. Trước khi Hèn nghĩ 2 năm chắc sẽ dài lắm đây, nhưng bây giờ nhìn lại, Hèn thấy 2 năm trôi qua thật nhanh, mọi thứ như một giấc mơ đẹp của tuổi thanh xuân. Bây giờ là lúc Hèn cùng với Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam tìm ra tân hoa hậu, một cô gái đủ bản lĩnh để tiếp nối Hèn và mang thêm niềm tự hào cho Việt Nam. Tất cả những cảm xúc ấy được Hờ Hèn Nhê truyền tải và thể hiện trong bộ ảnh được thực hiện nhằm khép lại 2 năm nhiệm kỳ của mình. Đương kim hoa hậu muốn mang đến nguồn năng lượng, thần thái quyền lực để tiếp thêm sức mạnh cho người đẹp kế nhiệm cùng lời nhắn nhủ. Hãy dũng cảm đón nhận vương miện bằng cả trái tim của mình. Nếu như khán giả đã quen với hình ảnh Hoa hậu Hờ Hèn Nhê tóc ngắn, thì trong bộ ảnh khép lại nhiệm kỳ, cô để tóc dài nhưng không mất đi chất cá tính, phong thái riêng của mình. Hoa hậu Hờ Hèn Nhê sẽ trao vương miện cho tân hoa hậu trong đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2019, được truyền hình trực tiếp lúc 20 giờ ngày 7 tháng 12 năm 2019 trên kênh VTV1. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.